Chào tất cả mọi người nha, mình là Bustagu đây. Thì trong trận đấu ngày hôm nay, hiện tại các form bài của mình đang có đó chính là ba hộ công, đấu sĩ, vệ quân với lại là hiểm họ nha. Cùng Ugot, tướng 5 vàng Kari đang cầm 3 trang bị lớn nha mọi người. Và tướng phụ đang của mình đó, đây là con Eco đang cầm găng và mũi nha. Thì từ lúc đầu game tận bây giờ luôn là mình cũng được hai cái lõ rồi. Một cái lõ vàng tên là huấn luyện chiến đấu nha. Còn một cái lõ nó cấp tướng Riven nha mọi người, tạo giáp theo phần trăm máu của nó đang có. Rất là ngon luôn á. Ok, giờ mình sẽ lên level 8 nha. Ui, có dắt luôn nè. Kịp dắt vào kích cái form bài 4 đấu sĩ tạo giáp thì thôi chứ. Hết nước chấm luôn anh em à. Và chế độ của mình đang chơi á, là chế độ thần tàng ra cửa nha mọi người. Đi chợ đầu tiên á, là full tướng 5 vàng. Và mình cũng khá là may mắn luôn khi mình làm được con Ugot này nè. Từ ram 1.1 rồi. Nhưng mà làm Ugot sớm á, cũng chưa chắc là ngon đâu. Tại vì nó cũng may xui hơn rủi à. Hơn á, thì được ra nhiều rương. Nhưng mà được một cái là mình đếp máu cũng khá là ổn nha. Ở tầm ra 4 chấm như thế này mà mình vẫn còn 73 máu cùng với một lượng tiền khá là ổn luôn. Khi mà level 8 hơn một xíu rồi nha, cùng với hơn 50 vàng. Đấy, ngon lành cành đào chưa. Nói chung là không được nhiều rương nhưng mà chắc chắn rồi phải được rương nha. Ông này là Mid Fortune 2 vô cực ánh sáng rồi găng nữa hả. Mình đang biến Riven thần giáp nha mọi người. Tại vì đi chợ xong á, nó sẽ cho nên một cái phần quà. Nói chung là từ ra 3.5 trở đi thì cái phần quà nó sẽ hơi bị xịn sò con bò luôn đó. Nên mình biến là Riven thần giáp luôn và nơi cô cho nó là Riven 2 sao luôn nha. Hiện tại các form bài của mình 2 sao khá là nhiều nhưng mà gặp cái quả Leona này nó đấm không chịu phát nào luôn. Leona cũng là Leona thần giáp 3 trang bị lớn luôn. Oh my god. Ok, thua cũng ok. Nói chung là thua thêm chọn là mình sẽ xuống dưới 50 máu á, nhận được một cái phần quà siêu to khổng lồ cũng được. Nguyên tố luôn lấy trắng với lại tiếp tế thành phần à. Lấy tiếp tế nha mọi người à, nhận được 3 trang bị thành phần ngẫu nhiên. Có gậy, có găng và đai lưng à. Ây da, gậy lúc đầu game mình có quá nhiều luôn rồi. Anh em thấy không, một cái mũ và một cái găng thì mọi người biết rồi đó. Sao mà còn thêm một cái cuồng đao nữa nha. Thì gậy nó rớt ra cho mình quá trời luôn. Hơn mà nó vẫn còn thương xót. Nó ra cho mình được thân cái vuốt rồng và giáp máu nha mọi người. Còn cái vật khổng lồ này thì bắt buộc là phải lắp rồi. Tại vì đây là một cái trang bị mà mình đang có tỷ lệ thắng nha mọi người à. Tỷ lệ thắng ở tất cả server luôn á, tổng hợp lại á, là đang cao nhất luôn. Trang bị được rất là nhiều người yêu thích. Và hầu như ai chơi cái trò này là bây giờ đều phải lắp cả. Thật, hiếm lắm thì mới có một trận là không lắp thôi. Từ tướng carry AB, tướng carry AD hay là mấy con tướng mà carry bình thường nữa thì cũng phải lắp nha. Tại vì ai bây giờ cũng thần giáp, đấu sĩ, rồi tướng ba vàng slow roll, các kiểu quần điểu luôn. Không lắp thì đánh tới sáng mai mình chưa chết được nữa. Ok, có một cái rương nè, mặc dù chỉ hất tung chúng có hai thằng thôi. Ugot bắn khá là sướng nha mọi người. Này, ui, Riven cũng trâu phết nhờ. Nhưng mà trâu thôi chứ nó không có đam. Sao cái trận này cũng gặp Leona ấy ta. Tại vì Leona là một cái vị tướng 5 vàng, nó khắc chế cứng. Những cái form bài này mà cái tăng nhiều như mình nè. Tại vì kỹ năng của nó là theo phần trăm máu mà. Mà nó cứ chỉ thẳng vào một đứa thôi. Nó tung kỹ năng vào, gọi là tới chết thì thôi nha mọi người ạ. 51 máu hả? Nó xui gì đâu mà nó xui mọi người ạ. Tại vì chỉ cần 50 máu thôi là mình được một cái chân biển sáng rồi. Và rất là nhiều vàng nha. Cái này 51 máu có khác gì đang chấp một cái lỗ kim cương đâu mọi người. Cay thế. Chết sơ qua cái form bài cái coi. Thần đồng linh vật. Ôi hiểm họ Bevet Karim với chơi gách 3 sao. Nhìn giống mờ mờ. Mọi người cũng đã xài tiền khá là sớm rồi á. Ở tầm level 7 level 8 gì á. Thì nên cũng bắt đầu roll kiếm tướng 4 vàng 5 vàng carry rồi. Còn mình hiện tại là mình cũng đang muốn hướng tới đó chính là level 9 nha. Để kiếm tướng 5 vàng 3 sao. Chơi cho nó sướng nè. Biến thần giáp luôn mọi người ơi. Hết nước chấm luôn nè. Thắng được ông ta. Ông này những cái form bài có vẻ khá là yếu. Tại vì ông chơi đạo chích đó. Đạo chích với lại là hộ công. Ồ, Riven của mình tăng được nè. Ê, thắng được nha. Thắng được nha. Ôi xài. Mà thắng trận này có vẻ không ngon cho lắm. Tại vì cái trận này mà thua là mình sẽ được đồ ánh sáng á. Tự nhiên lúc đầu game thua quá trời luôn. Còn đun máu lại thắng. Cay chưa. Có Leona, Aphelios à. Nếu như mọi người nào mà xem thấy hay á, hãy đừng quên để lại một like để cái kênh cũng như là bấm cái chuông nha để nhận thông báo mới nhất nha. Động lực cực kỳ lớn luôn. Lịch đăng video của mình á, hiện tại là 2 cái một ngày nha mọi người. Mình sẽ đăng xen kẽ giữa meta, thử thách cũng như là đồ dị nha. Nếu như mọi người nào mà có ý tưởng gì hay hoặc là góp ý gì về cách bình luận chơi game hoặc là làm video và content của mình á, thì hãy góp ý ở phía dưới nha. Tất cả bình luận của anh em từ bình luận khen,
chê, đưa ra ý tưởng á, là mình đều đọc hết cả nên mọi người không cần phải lo. Ông top 1 là vẫn đang chủ thắng, chỉ có mình ổng là có chủ thắng thôi á. Ủa, Aphelios nè, đủ ra luôn mà. Lộn hoài, lộn hoài, lộn hoài. Chúng 5 vàng, một đống tiền và thêm một cái cung xanh nè. Ôi, đồ như vậy mà fix đồ tích nó cầm thì thôi chứ. Ác luôn, thật sự là chiến trường. Rồi, lên level 9 luôn nha. Kẹp Aphelios vào nè. Cái xung kích thăng hoa á, nói chung là cái súng thứ 1 và cái súng thứ 3 nha, được tăng sức mạnh khá là nhiều ở trong cái phiên bản mới này. Còn cái súng thứ 2 nha mọi người, gọi là làm hiệu ứng khống chế các kiểu á, thì nó lại bị giảm sức mạnh, nhưng mà tùy theo trường hợp hoặc là tùy theo mục đích sử dụng thì mọi người có thể xài thôi. Rồi, đội hình của mình nó đang kích khá là nhiều hệ ha. Họ bữa giờ mình chơi rất là lâu rồi nhưng mà vẫn chưa gặp được một cái trận nào full tướng, à lộn, full cái lõi kim cương cả. Trong hơn một tuần nay rồi mọi người ơi. Nhớ quá. Ui, có rương, có rương. Một cái rương 3 vàng húp ngay và luôn ạ. Ôi, Nunu chủ lực nó lăn kìa. Cái hàng dưới của mình nó còn cái gì đâu. Ê, mà cái này thua lại ngon á. Thu lại ok nha. Rồi được á. Có đồ sáng mọi người ơi, chờ lâu lắm rồi. Chờ lâu lắm rồi, có Afe luôn à. Afe nó tự ra quá trời luôn nhỉ. Có set luôn nè. Bây giờ mình còn thiếu món liêu này nha. Ui, huyết kiếm ánh sáng, huyết thần kiếm, ngon lành. Samira 2 sao, có Ugot luôn nè. Ui, Ugot 2 sao. Hay là mình kẹp vào 5 thần giáp luôn ta. Nhưng mà nếu mà 5 thần giáp mà chưa có Leona, mình thấy nó khá là yếu á. Mình cứ từ từ nha. Tại vì các form bài hiện tại của mình nó là đã đủ kẹp 5 thần giáp vào rồi. Nhưng mà mình kẹp 5 thần giáp vào thì mình bắt buộc phải bỏ con Draven vào. Mà bỏ vào là mình sẽ bị mất cái hệ chủ lực của mọi người. Đang đi chung với Samira mà. Phí lắm. Ông này là Nila 3, Luke 3, Syndra. Rồi, thắng nổ trời. Ugot của mình bắn không thấm là bao. Fit đồ stick bay vào nè. Ugot khóc tùng, Riven đang còn rất là trâu nha. Afe và Samurai còn bắn được. Và thế là thắng thôi, nice. Tại vì mình cũng đang out ông này tận 2 level. Nhưng mà ông kéo 4 tướng vào thì mình out, thì ông out mình lại 2 level. Ông kéo 4 tướng vào luôn mà mọi người chịu á. Ông level 7 nhưng mà 11 slot, còn mình level 9 này có 9 slot thôi. Được cái là đồ ánh sáng trận này nó ra cho mình là đồ xài được đó nha mọi người. Chứ nhiều khi nó ra những cái mảnh trang bị, nó ra cái trang bị ánh sáng á, xài không được luôn. Nó không thích hợp gì cứ. Có cái form bạc của mình đang chơi luôn á. Ui, Annie 3, Sona 3, Rail 3. Ở trong cùng một ra thôi mà mọi người nâng cấp ác vậy. Nâng cấp vừa vừa thôi cho mình chơi game với. Cái mũi này nó bay qua bay lại khó chịu ta. Đập mẹ luôn rồi. Cứ đang chơi mà nó cứ bay qua bay lại mọi người à. Nước mắt nè. Một cái quyền trượng, bàn tay công lý, các kiểu đồ ngon. Nhưng mà khi mà chơi fit đồ stick, mình nghĩ cái đồ ngon nhất trên nó vẫn là cứ là cái quyền trượng thôi. Tích tách hết đứt chấm luôn. Ui, Ugot tự ra nhiều phết nha. Găng à. Rồi, lắp bàn tay công lý luôn cho em nó đi. Đây, đội hình của mình tăng đủ, đam đủ. Bây giờ là chỉ cần roll tướng 5 vàng, một cái form bài Exodia 2 sao là được rồi. Trận ngày hôm nay là mình vẫn chưa biết mình làm gì cả. Tại vì mình đang có thần giáp đó, nên mình cũng đang hướng tới một cái vị tướng 5 vàng 3 sao nào đó, đi chung với 5 thần giáp nha mọi người. Hồi trước mình nhớ không làm là mình đã có làm những con như là Leona nè. Nói chung là làm cũng khá là nhiều rồi. Bây giờ chắc lại thì thật sự là không thể nào mà nhớ được luôn á. Tại vì mỗi ngày là mình đều đăng video mới cả. Mọi người có thể lên YouTube của mình để xem thêm nha. Hoặc là lên search Biosagi cộng kèm với tên thử thách hoặc là tên meta là nó sẽ ra. Rồi. Có rương. Một rao tầm 1-2 rương là đủ rồi. Ông này Annie full tăng 3 sao. Ui, Nunu chủ lực. Mình đã có làm Yana chủ lực rồi nè. Soraka, Orensoy, Nunu các kiểu luôn rồi đó. Làm khá là nhiều. Syndra nè.
Janna, Leona. Ok, cuối cùng cũng có nha mọi người. Bán mấy con này thì hơi tiếc, mà bắt buộc là phải bán thôi chứ. Và cái Leona bỏ vào ngon quá mà không xài nó cũng hơi kỳ. Giờ biến tạm cho con nào ta? Biến tạm cho Vi đi. Mình đang muốn biến một là cho Ugot, còn hai là cho con Aphelios á. Hay là fit đồ tích thần giáp nha, nghe cũng có vẻ ok phết. Ông này là Bayvet 2, Orange Soil 2 và fit đồ tích 2 sao luôn nè. Cho gách bè luôn á chưa. Ê, có rương nha. Ui, ông này mạnh vậy. Afe. Oh shit, không nổi rồi. Ê, từ từ nha. Thu một con đó là được. Ok, thu một con nha mọi người. Fit đồ stick nó cầm trang bị như thế kia mà còn 2 sao nữa thì thắng kiểu nào. Đại danh này 2. Ok nha, có Mordekaiser luôn nè. Bây giờ cái ấn thần giáp này cho con nào ta? Mình còn 2 tách đồ nha, nên biến cho con nào là cũng được cả. Rất là dễ luôn á. Cứ bỏ Janna 2 sao vào trước cái đá nè. Janna này là tăng sức mạnh công kích và sức mạnh phép thuật cho đồng minh. Cái này ngon mà cho Efe cầm đi mọi người. Cho Efe hưởng đi chứ để cái hàng chân nó hưởng thì phí quá. Siyu 2, Leona, Fiddle Stick, Nunu à. Nunu mình thấy là không có cần lắm đâu. Ông này dắt 3 Sona. Ui, Sona đồ vãi trưởng đi. Không biết Fortune đồ này có vẻ đâu á, nhưng mà nó tích mana bắn cực kỳ lâu. Cái rương không? Ui ba cái rương luôn. Ú, 9 vàng. Afe bắn được nè. Nhường nè, đi luôn. Hợp lý liền. Thế nữa mình làm tướng 5 vàng 3 sao là mình cũng cần phải chết qua cái nhà nào đang chơi tướng nào nữa nha mọi người. Tại vì tướng 5 vàng có 10 con à. Có 8 con tướng 5 vàng lận. Rồi mình cũng phải chết sơ qua. Con nào mà bị giành là mình né liền. Chơi con khác liền. Ore chủ lực, các kiểu Nunu chủ lực. Ông này là cái form bài. Ui, giờ mình nhìn lại cái form bài của mình đang kích tận là mười mấy hệ luôn á. Vãi đái. Anh em nhìn nè. Kích full hệ luôn. Mình không biết là còn cái hệ nào nó bị ẩn sau nữa hay không nữa. Nhưng mà thấy xương xương là cũng 10 hay là 11 hệ đó. Ui, Ugot 6 con luôn mà. Có quà. Tướng 5 vàng là Janna, một cái xúc sắc và một cái giáp lửa hả? Leona 2 sao nè, ngon chưa? Leona tăng thì thôi chứ. Thằng nào bằng được? Janna nè. Nói chung là Nunu là mình sẽ bỏ nha. Cinderella 2 sao à. Bỏ mau được cái sờ ra nha mọi người à. Mất cái hệ chủ lực của mình mất. Máy chiếu để cho cái dàn trên cầm đi. Hiện tại là mình vẫn đang biến thần giáp cho Leona nha mọi người. Nó hút con set với lại là con dắt ba đồ tăng 2 sao. Ash xong đấu, Draven xong đấu, level 8. Hôm nay có form bài sao thắng được mình. Biết sức mạnh của Exodia chưa? Toàn tướng 5 vàng lấy tiền đè người đó. Đi luôn, lại chấm hỏi rồi. Có con Ugot ghẻ lập lúc đầu game thôi mà các bạn cứ chấm hỏi hoài là sao? Đừng chấm hỏi nữa. Set 2 sao nè. Bây giờ roll nó tiền nó mua tướng ta. Bỏ Alistar vào cái đây cho nó biến thần giáp đi. Kích được luôn ngu binh với lại là hộ công á mọi người. Nó sẽ ngon hơn. Ông kia lạ là con Raimus 3. Ông đó 3 sao hơi nhiều cái hệ hiểm họa nha. Chắc là ông có xúc sắc á. Xúc sắc nên roll dễ. Xúc sắc vác cái tướng hiểm họa nó ra quá trời. Không kịp kéo cái Siyu qua máy chiếu rồi. Ok, máy chiếu bên con Nunu với lại là Fiddle Stick cũng được.
mà con fit đồ stick máy chiếu thì được được cái quần quầy gì ta, có hiệu quả không? Ui, liều này nó tăng trâu chưa? Fit đồ stick của mình còn chưa bay luôn á nha. AF vẫn đang bắn được nè. Enemy có tên bạn vẫn còn sống, trâu thế. Lóc lên, bắn. Lại là ngu binh nữa. Còn fit đồ stick này thì đồ khá là cù bắp nha, nên không có sốc đam được chết Luna đâu. Rồi cuối cùng ông này cũng xuống 46 máu. Luna nè, bán mất mấy con mà mình không chơi đi. Janna 6 con, ok. Luna tiếp nào, ui ngon. Luna 5 con, Janna 6 con, Ugot 6 con. Còn con fit đồ stick thì có vẻ như là quá là nhiều người chơi anh em ơi, roll mãi không lên được 2 sao mặc dù nó đang cầm 3 trang bị lớn luôn. Ugot mà xài giết mấy con quái này mà anh tiêu chúng mà cũng rất rương à. Ảo ma là gia đa vậy. Ông này đang tham vọng nuôi cả Bevet 3 kìa. Nunu bỏ nha, AF 2 sao nè. Cái trang bị nha mọi người. Mày lấy Luna full tăng rồi. Toàn đồ đam không? Lấy cốc đi. Ron 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 ron. AF 4 con. Từ cứ mua đi nha, tại vì AF mình thấy trận này là không ai chơi cả. Từ Ugot 7 con nè. Có Cinderella luôn hả? Bán mà được cái sờ thôi. Fit đồ stick trận này là chắc chắn là không thể nào lên được 3 sao rồi. Nunu nè, fit đồ stick với lại là Ugot nha mọi người. Ông kia đang chơi Ugot 2 sao rồi thì mình mua Ugot này là hết tướng luôn á. Nên thôi, mua làm gì. Tí nữa mà đợi ông đó đi với mình roll sau cũng được. Bây giờ như mình đã nói nha là mình sẽ ưu tiên nuôi cái con này mà người ta không chơi á. Afe không chơi, Luna không chơi, Cinderella không chơi. Đấy, Janna nữa nha. Đó, tập trung nuôi mấy con này thì mình nghĩ nó hợp lý hơn á. Rồi, còn tiếp tục là chuỗi thắng. Ui, AF 11 cái đam luôn ạ. Đam lấy đồ nhiều quá cha. Đúng là đồ sang có khác. Ugot giờ lấy về cũng chắc chắn không thể nào mà lên được 3 sao nên thôi. Bỏ nha mọi người ơi. Giờ nuôi Janna, Shinra, Luna nó còn khả quan hơn nhiều. AF này từ từ. Bán Ugot nha. Chắc chắn không thể nào lên được 3 sao rồi. Hy sinh thôi. Luna 6 con nè, Cinderella 6 con nè nha. Rồi Nunu fit đồ stick Ugot. Ông này đang mua Luna à? Lại phải né thêm một con rồi. Hình như là ông mua ông, ông bán rồi sao mọi người. Nãy mình thấy ông bán rồi. Ông này 3 sao hiểm họ nhiều quá mọi người ơi. Đi chung với cái lõi hiểm họ cấp thần nữa chứ. Nó sẽ tăng máu dựa theo tướng hiểm họ của mọi người đang có trong sân á. Nói chung là hiểm họ càng nhiều máu được tăng càng nhiều. Ui rương nhiều nhờ. Được đấy. Một con nhỏ này mạnh thật. Afe. Afe. Ui. Ảo chưa. Ê. Ê. Ui. Xém thắng luôn. Xém chủ thắng 5 trận mọi người ơi. Mất tiền lãi luôn á chứ. Ui. Afe 7 con. Wow. Cinderella cũng 7 con luôn nè. Ác chiến chưa? Luna 7 con luôn. Afe 8 con này. Từ. Bán con fit đồ stick nha. Bán Janna nha. Từ nha. Từ hay là mình biến Afe thần giáp đi mọi người ơi. Tại vì sắp 3 rồi. Có độ sáng luôn cho em nó nè. Đây. Ê chết mẹ. Nếu mà gì thì mất con Afe luôn rồi. Từ. Nó có hơi ngố rồi đó. Mất con AFE luôn rồi, hết đam rồi. Chết rồi. Ê, cái trận này mà thua luôn là mình đập máy luôn á nha. Ông này Nunu sắp 3 nè. Mình có nên giành tướng của ổng ta. Chơi gì là kỳ quá đúng không? Mình đang 8 con Cinderella rồi. Và ông kia cũng đang lấy một con Cinderella của mình. Nhưng mà vẫn còn một con Cinderella nữa nha. Nếu như mà mình may mắn á thì vẫn có thể roll được. Ui, có Luna nè. Ôi khó. Ê từ. Bán fit đồ stick được. Bán được.
từ nha. Chiến trường đấy mọi người ơi, mình còn 3 máu à. Thôi mà nó giết được thêm một con nữa thôi là mình cút rồi. Ui, AFE 3. Ui, lấy cái này là Leona 3 hoặc là AFE 3 luôn nè. Nhưng mà mình sẽ ưu tiên lấy AFE nha. AFE đang cầm thần giáp mà. Ui, hay là mình nuôi AFE 3 sao đúng không? Rồi mình nuôi cả Cinderella, cả Leona 3 nữa, xong rồi cho con AFE này nó hút tướng 5 vàng 3 sao nhờ. Cái content này cũng hợp lý đó mọi người. Hợp lý đấy. Cái Neko này chắc chắn là được Leona 3 đó. Ê, full đồ. Hay là mình nuôi cái set 3 ra. Từ nha. Mình cho nó hút hăng set này trước cái đã. Để Leona lại nha mọi người. Chấm họ cái gì, tôi còn có 3 máu à. Cinderella 3 nè. Hơi tiếc vì mình không có thần giáp nha. Có thần giáp mà tầm 2 cái là mình cho con AFE nó hút luôn Cinderella 3 đó mọi người. Ông này BVS 3 nè, căng nho. AFE bắn được, Cinderella ném tướng vào, giáp không. Ok. Ok, ủa Cinderella 30 cây đam. Hát, chiến trường chưa? Set nè. Hay là mình nuôi set 3 ra được đó mọi người. Tại vì set tầm này roll dễ lắm. Set nè. Wow, một phát 3 con set mọi người. What the. Really? Dễ như vậy sao? Đây, cho nó hút set 3 nha. Từ hút Leona 3 luôn đi mọi người. Đói, chiến trường luôn. Up Leona luôn cho nó mãn nhãn rồi, tất nhiên rồi. Đây, AFE hút set 3, hút Leona 3 luôn nha. Anh em xem máu nè, gần 10.000 máu. Gần 10.000 máu nha. Trời ơi, nó bắn. Với cái lượng máu này thì thằng này có thể sốc đam được rồi. Ấy. Mình nhìn không nhầm là con Nunu nó bị kiệt gốc thì phải nó bị lát hay sao. Cái gì vậy ta? Mình nhìn không nhầm là con Nunu nó bị kiệt gốc á. Để con AFE nó bắn thoải mái luôn. Ảo nhờ. Như mình đã nói á, thì cái trận này nếu như mà muốn mạng cái đồ nhảy nhất á, là mình có thêm một cái ống thần giáp nữa. Mình biến luôn thần giáp cho Cinderella. Để Aphelios đó nó hút cả Leona với lại hút cả Cinderella 3 luôn. Là hút hàng tướng 5 vàng 3 sao mọi người ơi. Thì nó mạnh nhãn hơn nữa nhưng mà không sao. Tại vì đây là hút nó hút theo máu cơ bản nha. Nó hút theo máu cơ bản. Nên mình có Leona và set 3, hai vị tướng đấu sĩ có một lượng máu cực kỳ trâu. Thì mình nghĩ là nó sẽ hút được nhiều máu hơn so với con Cinderella đó. Thiệt. Từ mình đang có cả dắt với lại là cả Wukong nè. Từ nha. Lắp full đồ rồi đã. Ông này Nunu 3 sao à. Gớm hết trời. Từ nha mọi người ơi. Mình phải diệt được cái ông Nunu 3 sao này trước cái đã. Chứ mình vẫn không thể nào mà mình gọi là hên xui may rủi đó, thấy không? Nó uổng phát đi hết rồi. Ê, nó bị kiệt gốc. À, không phải đi em ơi. Cinderella nó ném vào, bị chón. Đứng cục luôn. Ê, hợp lý nha. Hợp lý nha. Cinderella nó ném tướng vô bị chón mọi người ơi, đứng đằng cục luôn. Ảo thật sự. Nếu như mà lên một con tướng 5 vàng 3 sao khác đó thì mình gọi là tự tin mình thắng được, cho lên cái quả AFE với lại là Cinderella thì mình cũng hơi xui may rủi lắm. Thôi cho nó hút một, cho nó hút con set với lại là con dắt thôi nha mọi người. Chứ để mình hút con Leona mình sợ là mình thua. Căng hút là ăn cứt đó. Hút Leona bây giờ là ăn cứt đó.
phải để cho nó chơi game, phải để cho nó chơi game. Hút là đi nha mọi người. Hút con set 3 sao được rồi. Đấy. Ăn được. Ê, ui sao hay cũng mạnh. Trận chiến như các vị thần luôn. Ok, vậy GG tất cả mọi người nha và tạm biệt anh em. Bye bye.